Kính thưa quý vị, đúng 7 giờ sáng nay ngày 23 tháng 5, cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đồng loạt khai mạc trên cả nước. Hòa cùng dòng chảy của ngày hội Non Sông, tại điểm bầu cử trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường 12, quận 3, không khí tham gia bầu cử của người dân đã diễn ra hết sức nghiêm túc và sôi nổi, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước giờ khai mạc, nhiều cử tri đã có mặt từ rất sớm để xem lại phần thông tin về tiểu sử, chương trình hành động của các đại biểu nhằm nhận diện và chọn lựa ứng cử viên thực sự đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của mình, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của người dân ở cơ quan quyền lực nhà nước. Theo đó, cử tri sẽ lựa chọn 500 đại biểu trong tổng số 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đồng thời lựa chọn ra 3.726 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong tổng số 6.199 người ứng cử, 22.952 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện trong tổng số 37.468 người ứng cử, 242.312 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường trong tổng số 405.244 người ứng cử trên cả nước. Được xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công tốt đẹp. Chính vì vậy, nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ ghi dấu một chặng đường hết sức có ý nghĩa, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng vươn tới tương lai của dân tộc. Chính vì điều này khiến nhiều cử tri mong mỏi và đặt ra nhiều kỳ vọng vào các đại biểu được bầu cử trong cuộc bầu cử này. So với những cái đợt bầu cử Quốc hội trước đây, thì cái đợt này cũng là khá đặc biệt. Để nói rất đặc biệt là cái cách tổ chức từ trên chính phủ Quốc hội xuống cho đến địa phương đã làm cái công tác quán triệt cho dân để mà hiểu được cái ý nghĩa mục đích yêu cầu của cái đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân này. Thì nói chung nhân dân đều đặt niềm tin vào các vị đại biểu, nhất là thế hệ trẻ bây giờ và đặc biệt là các giới nữ, mà nhất là các cháu bây giờ rất trẻ nhưng mà có trình độ, và chúng tôi rất mong các đại biểu được trúng cử hãy cố gắng phấn đấu làm sao để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm và có nhiều điểm đổi mới so với các bầu cử trước. Nhìn chung thì các điểm bầu cử trên thành phố là theo cái chỉ đạo chung của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng như ban bầu cử thành phố, thì các tổ bầu cử cũng rất là nghiêm. Mà cái mới của thành phố mình đó là nó có một cái phòng để mà giãn cách tạm thời. Nếu khi cử tri đến mà đo thân nhiệt cao thì mình cho cử tri đến cái phòng để nghỉ ngơi. Rồi sau đó mình đo thân nhiệt lại, nếu vẫn còn cao thì nhân viên y tế sẽ đưa những cái trường hợp đó đến cái cơ sở y tế. Bên cạnh đó, trong kỳ bầu cử lần này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ban Công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cải tiến vượt bậc khi yêu cầu các ứng cử viên nộp chương trình hành động làm cơ sở theo dõi, giám sát lời hứa của ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là một đổi mới quan trọng để Quốc hội tiến tới việc đánh giá cụ thể chất lượng hoạt động của các đại biểu, gắn trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân, cử tri và Quốc hội trong tương lai.